Hello, lại là mình Ngọc Tâm đây. Có nhiều bạn hỏi mình là tip dưỡng da trong mùa khô đổ dầu này thì phải như nào. Thì hôm nay các bạn hãy cùng skincare buổi sáng cùng mình nha. Và mong là sẽ hữu ích cho mọi người. Trước tiên thì chúng ta phải làm sạch da và gấp ẩm cho da này. Tip của mình là sử dụng nguồn lớp xịt khoáng sau toner để da không bị căng nha. Rồi sau là sẽ đến lượt serum HA này. Và các bạn hãy nhớ serum HA sử dụng hiệu quả nhất khi trên làn da ẩm nha. Và em serum của Balance này mình săn sale đến Shopee giá siêu sinh viên mà lại dùng cực thích nha. Rất hiệu quả cho các bạn mới bắt đầu skincare đó. Và sau khi dùng serum HA chúng ta sẽ dùng khóa ẩm. Mục đích chính là để gấp ẩm vừa rồi không bị bay hơi nè. Và đó chính là bí quyết skincare cho làn da cả khô cả dầu của Tâm đó. Mọi người nhìn da đã thấy thích chưa nào? Bye bye. 세상에 망설이 그 부정하게 커버린 걸치거리 outsider 걸음걸이 옷차림 your phone number playlist in my garden skincare buổi sáng. Việc đầu tiên mình làm mỗi buổi sáng trước khi thức dậy thì đương nhiên phải là đánh răng rồi. Đánh răng xong rồi thì mình sẽ đi rửa mặt và mình sử dụng gel rửa mặt của La Roche Posay. Làm ướt máy rửa mặt, sau đó cho sữa rửa mặt lên máy rồi mình sẽ massage nhẹ nhàng theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài nha. Sau khi mình đã lau khô mặt thì bây giờ mình sẽ sử dụng đến toner dưỡng ẩm của Les để làm da của mình sạch sâu hơn và cũng được cấp ẩm nè. Sau đó mình sẽ sử dụng đến dưỡng chất căng mức da của Loren. Tên đầy đủ của cái chai này thì khá là dài, mình không có đọc hết được nên là gọi tạm là vậy nha. Đợi cho dưỡng chất thấm vào da xong thì mình sẽ sử dụng serum bảo vệ da đi rồi của nhà Shiseido. Serum này thì sẽ cấp ẩm và bảo vệ da của mình trước sự thay đổi của nhiệt độ môi trường. Dưỡng mặt thì cũng không quên dưỡng môi để đôi môi của mình được mềm mượt hồng hào. Bạn nào hay ngủ trong máy lạnh hoặc là làm việc ở môi trường lạnh thì nhớ đừng quên dưỡng môi nha. Tiếp theo thì sử dụng đến serum dưỡng mắt của Lancôme nè. Mình dùng size mini nhưng mà thấy thích quá nên là chắc có lẽ sẽ đổi sang size lớn luôn ấy. Em này thì trị thâm quầng mắt, bọng mắt và cả nếp nhăn ở phần đuôi mắt nữa. Ai mà sợ lão hóa sớm thì đừng quên sử dụng serum mắt nha. Bây giờ thì sẽ sử dụng đến kem dưỡng ẩm của Linex để khóa ẩm lại. Thì cái kem dưỡng ẩm này mình đã khen rất là nhiều lần trong các clip trước rồi nên là có lẽ mình sẽ không nhắc nữa. Nói chung là cho dù là mình da dầu hay là da khô thì mọi người cũng cần phải dưỡng ẩm hết nha. Và bước cuối cùng trong chương trình chăm sóc da buổi sáng đó chính là sử dụng kem chống nắng. Lượng sử dụng vừa đủ là hai ngón tay như thế này đây, và sau đó mình sẽ thoa lên vùng nào thì tán ngay vùng đó luôn nha. Nhiều bạn hay hỏi Thùy là làm cách nào để được trắng da, thì một trong những cái bước đầu tiên để da mình được trắng thì nhất định phải sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng không chỉ giúp da của mình đỡ đen sạm mà nó còn bảo vệ da của mình trước tia UV trong ánh nắng mặt trời, làm đỡ gây ung thư da và nó còn làm quá trình lão hóa của mình diễn ra chậm hơn nữa đó. Yeah, vậy là mình đã skincare sương sương cho buổi sáng xong rồi nè. Đừng quên follow Thùy để cùng xem thêm nhiều tip làm đẹp khác nha. Cùng mình xin khe nhẹ nhàng trước khi đi học nha. Sau khi vệ sinh cá nhân và rửa mặt xong thì mình dùng ngay toner để cấp ẩm cho da và để các bước tiếp theo dễ thẩm thấu hơn nè. Kế đến là mình dùng loại serum mà mình yêu thích nhất, mình sẽ gắn lên bên dưới để mọi người dễ tìm hơn nha. Khi đi học thì không thể nào thiếu kem chống nắng đúng không mọi người? Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một loại kem chống nắng mà mình mới vừa tạo được, mình cảm thấy rất là ưng bụng luôn. Đó chính là kem chống nắng Panobaki. Đây là một loại chống nắng vật lý của Hàn Quốc, giúp nâng tông da trắng hồng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái và thoáng mát trên da của mình. Em này hoàn toàn có thể thay thế cho lớp trang điểm mùa hè rất tiện lợi mà không lo da bị bóng dầu nè mọi người. Với chỉ số chống nắng SPF 50+, có thể cấp ẩm và chống nắng cả một ngày dài cho da mà không ngần ngại ánh nắng mặt trời. Em này cực dịu nhẹ luôn nha mọi người, phù hợp với tất cả các loại da từ da yếu, da khô đến da nhạy cảm. Dùng chống nắng xong rồi thì mình đến bước mascara nhẹ nhàng và một ít son. Và sau đó là đi học thôi. Boy. Hello, đây là skincare routine buổi sáng của mình. Đầu tiên là chúng ta sẽ rửa mặt với sữa rửa mặt Innisfree trà xanh. Loại này độ pH khá là cao, da khô các bạn nên tránh ra nha. Thành phần chính của nó là trà xanh và AHA. À quên, link mua tất cả các sản phẩm ở cuối video nha. Giá của chai sữa rửa mặt này thì khoảng 220 ngàn. Dùng được khoảng 3-4 tháng. Cho sữa rửa mặt ra tay và tạo bọt trước, nó sẽ giảm lực ma sát lên da mặt của bạn. Tiếp theo là tới máy rửa mặt Forel Luna Mini 2. Máy rửa mặt sẽ giúp các bạn rửa sạch sâu hơn là so với chỉ rửa bằng tay thông thường. Mình rửa theo thứ tự trán, mũi, má, cằm. Chiếc máy này thì cũng đã theo mình được khoảng 2 năm nay rồi. Khá là bền đúng không? Một lần sạc thì nó có thể xài được đến vài tháng. Giá của nó là 2.300.000, theo mình thấy là cực xứng đáng. Khi rửa nhớ đặc biệt chú ý hai cánh mũi nha. Tiếp theo là tới toner I'm From Rice, nhớ lắp đều trước khi sử dụng, hỗ trợ làm sáng da và cấp ẩm nhẹ, cấu đặc hơn bình thường một chút xíu.
Thành phần chính của nó là chiết xuất gạo và niacinamide, mức giá vào khoảng 300 ngàn, cũng không quá đắt đúng không? Giờ thì tới một trong những sản phẩm mình yêu thích nhất, Colastroy Invisible Finish Moisture Gel, dưỡng ẩm, kiềm dầu, chống tác nhân có hại từ môi trường. Thành phần chính của nó là HA và niacinamide, không có hương liệu, kết cấu siêu mỏng nhẹ, cực hợp cho bạn nào da dầu mụn, chính là mình đấy. Bạn nào da khô thì chắc chắn là sẽ không đủ đô rồi. Bình thường khá chát khoảng 800 ngàn nhưng mà canh sale thì khoảng 500. Bạn nào mà chưa tìm được kem dưỡng ẩm ưng ý thì mình cực kỳ recommend tip này. Cuối cùng là tới kem chống nắng của Paula Choice. Loại này có SPF 30, là một dạng kem chống nắng vật lý, mình dùng cũng được đến lọ thứ 3 rồi. Da bạn nào dầu mụn, nhạy cảm thì xài siêu hợp luôn. Mình đã thử qua 6 loại kem chống nắng và giờ thì mình trung thành với loại này. Theo mình thì kem chống nắng là thứ mà bạn nên đầu tư nhiều nhất. À, chỉ có một điểm mình không thích ở loại này, đó là nó có màu. Nếu canh sales thì giá vào khoảng 600 ngàn, dùng cũng được khoảng hơn 4 tháng. Và nhắn lại một lần nữa là kiềm dầu tốt, cực kỳ hợp với các bạn da dầu mụn. Bạn nào còn sinh viên thì có thể tham khảo Aqua Sunplay Clear White nha. Vậy là xong, để mua đồ như trong